phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Một trong những điểm nóng về vi phạm quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thủ đô. Điều đáng nói, sự việc đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng dường như chính quyền sở tại vẫn như không hề hay biết. Theo phản ánh của người dân địa phương, mọi chuyện bắt đầu từ thời điểm năm 2008 khi tỉnh Hà Tây sáp nhập về thành phố Hà Nội và xã Phú Lương được quy hoạch lên phường. Thì nó vào khoảng năm 2005, 2003 thì đầu tiên có cái sổ đỏ ấy, thì nó năm trước là nó cho địa chính của huyện vào nó bắn mở rộng cái đất nông nghiệp này thành đất thổ cư. Nó chả có quyết định về, nó cứ soi nó bắn lung tung này, mà nó bắn các cái chỗ nó vẽ thành ô thửa. Sau đó nó có ô thửa đấy rồi nó lấy cái sổ đỏ mà đã lưu không của các ông đi về, xong nó bắn cái ô thửa của bản đồ 57 vào. Thế là đương nhiên là nó hợp pháp. Thì bọn em đi họp chi bộ đây, nó còn hỏi đây là khu tự trị Bắc Đạo. Thế thì đúng, thì ta đổi sao khu tự trị nó. Thế mãi về sau này em mới hiểu ra là sổ đỏ chả có quyết định thì nó bắn được. Giữa cánh đồng nó thành sổ đỏ được hết, nó bắn. Cả cái chỗ nhảy dù của nó bên tôi đây nó có sổ đỏ rồi đấy chứ. Riêng ở trong làng này, đất canh tác như hiện nay này, nếu như xây nhà 5 tầng, 7 tầng thì phải nộp 200 triệu. Trả giấy tờ gì cả cho các ông thì được xây. Còn nếu như mà xây nhà cấp 4 mà không có đồng nào cũng không được làm. Mà bây giờ làm hàng trăm ngôi luôn, chứ không phải nói là một hai ngôi gì cả, mà toàn là cán bộ. Những thửa ruộng và kênh mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu giờ đã biến mất. Thay vào đó là cả dãy phố dài sầm uất như thế này. Những cánh đồng màu mỡ giờ đã thành khu dân cư. Thậm chí đất nghĩa địa của phường giờ cũng trở thành đất ở đô thị. Cũng theo phản ánh của người dân, đi tiên phong cho những hành vi sai phạm này lại chính là ông Đào Cư Tuệ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương, người được giao trọng trách quản lý đất đai trên địa bàn. Để minh chứng cho tố cáo của mình, người dân cung cấp cho chúng tôi danh sách dài các hộ sai phạm. Đáng chú ý, trong danh sách đó có rất nhiều trường hợp là người thân và họ hàng của ông Tuệ. Những con số thật đáng giật mình trong bản kiến nghị của người dân gửi các cơ quan chức năng. Nhưng không biết những con số về tỷ lệ sai phạm này có đến được tay những người có trách nhiệm. Ngay như ông Đào Cư Hà, là em ruột của ông Đào Cư Tuệ là một doanh nghiệp thầu của dân Ba Sao, nhưng hết hạn từ chục năm nay rồi. Nhưng bây giờ ông ấy mưa bão ông ấy ẩy tường rào đổ ra, bắt đầu nới ra, bây giờ ông có 7-8 nghìn m2. Giờ ông xây nhà xưởng để sản xuất đàng hoàng như thế. Không hiểu cách nào để công hợp thức hóa được cái giấy tờ để công làm. Thấy cụ xem chung quanh đây thành 3-4 tầng hết cả. Nhà anh có mảnh dư thừa. Đấy, đất công. Đấy, người ta có thể là lấn bờ, lấn cõi, lấn chiếm để mỗi nhà có khoảng vườn, khoảng trống. Trong khi đưa phóng viên đi ghi hình thực tế những khu vực xảy ra sai phạm trong quản lý đất nông nghiệp và các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn, người dân còn cung cấp thêm nhiều thông tin bất ngờ khác. Cái năm 2002, tỉnh Hà Tây đã cho toàn bộ vật liệu để làm lại cái cầu sông Hòa Bình để dân đi sản xuất. Thế thì trở vật liệu về trên kho hợp tác xã, tập trung ở đấy, cho cả vào nhà ngoài kho để bảo quản. Thế sau một thời gian không làm gì cả, mà không hiểu tại sao cấp phường, cấp xã hay là cấp thôn, các ông ấy bán hoặc là cho đi đâu mất, hoặc là mất trộm, chúng tôi không hề được biết một cái gì, mà cầu thì không làm. Khi vật liệu phá cầu ngòi vận chuyển về địa phương thì mọi người dân ai được biết là để ở sân kho và ở trong kho hợp tác xã. Bức xúc trước những sai phạm trên, người dân Phú Lương nhiều lần kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân phường. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, những người đang cố gắng đấu tranh để đòi lại sự công bằng thì bị trù dập và trả thù. Bây giờ coi cho xã hội đen đầu gấu vào coi đánh nhân dân ngày hôm qua làm giải rác ra trên đường. 2010 thì lúc này em có một cái bản báo cáo gọi là số 02 giao cho công các cấp. Từ cái báo cáo 02 thì nó mới ra được hết cái chỗ thầu bán của nó. Thì lúc này bắt đầu nó mới... Em kể chuyện về cái khu lò nhà nó, bởi vì cái khu ấy là nó tâm điểm, thì bắt đầu đổ thù em. Để làm rõ sự việc trên,
Chúng tôi đã nhiều lần đến liên hệ làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương. Tuy nhiên, cái mà chúng tôi nhận được chỉ là những lần hẹn rồi bỏ đấy. Để làm việc được với phường, chúng tôi phải lên Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông để cậy nhờ ý kiến chỉ đạo từ quận. Có được tấm giấy giới thiệu trực tiếp từ quận, chúng tôi mới gặp được ông Nguyễn Xuân Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương, đem những thắc mắc của người dân đến ông Quý, mong tìm kiếm câu trả lời chính xác và khách quan nhất. Nhưng ông Quý đều lấy lý do không nắm rõ do mới được bổ nhiệm. Thời điểm năm 2009-2010 thì chắc là anh cũng đã công tác rồi đúng không? Chưa, mới. Chưa. Thì cái việc mà đấu thầu 450m² đất tại khu xứ đồng Man Chanh này, thì anh có nắm được không ạ? Đó, không rõ. Thời điểm đấy thì ai đấu thầu như nào? Thậm chí, ngay cả việc chúng tôi đề nghị được xem bản đồ địa chính của xã, ông Quý cũng tìm cách né tránh. Bây giờ chúng tôi đi chụp lại cái bản đồ thôi. Để về chúng tất cả đi... mọi thông tin chụp hay công cung cấp cho anh thì ngày mai anh sẽ trả lời cho anh. Chiều mai bọn anh canh về. Trong mong mỏi làm rõ thông tin, chúng tôi đã đề nghị Ủy ban Nhân dân phường cử cán bộ địa chính đi cùng để làm rõ những địa chỉ sai phạm cụ thể như người dân đã phản ánh. Tuy nhiên, khi trở lại Ủy ban Nhân dân phường theo lịch hẹn, thì ông Quý đã không còn có mặt tại trụ sở nữa. Thật khó hiểu về cách làm việc của Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương trước sự việc trên. Nhưng có lẽ chỉ chúng tôi, những người làm chương trình này mới cảm thấy khó hiểu. Còn những người dân ở địa phương, họ đã quá hiểu vì sao có sự né tránh của lãnh đạo phường này. Câu hỏi đặt ra, ai đứng đằng sau chống lưng cho những sai phạm này? Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ và chuyển đến quý vị và các bạn trong những kỳ tiếp theo. Anh vừa đi họp trên tỉnh về, có quyết định tỉnh ta sát nhập vào thành phố. Ui giời ơi. Có nghĩa là sẽ mở rộng khu dân cư ra. Nhiệm vụ của các chú là phải xuống ngay địa bàn khu dân cư. Vâng. Kiểm tra lại toàn bộ cái số đất kẹt. Dạ. Đất sát khu dân cư. Vâng. Chúng ta sẽ chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp thành đất ở, làm sổ đỏ trước khi có quyết định chính thức sát nhập vào thành phố. Cho nên ngay từ bây giờ, các chú phải xuống địa bàn cùng với cán bộ địa chính. Tôi sẽ giao cho họ đi cùng. Triển luôn. Anh yên tâm, cứ giao cho bọn em. Vâng, vâng. Thế bọn em đi nhé. Chú đi đi. Dạ. Chào anh. Báo cáo với anh ấy là theo sự chỉ đạo của các cấp chính quyền thì chúng tôi đã triển khai xuống các cái hộ dân rồi. Đây là khu ruộng lúa này. Thì sẽ chuyển thành khu vực giãn dân cho bà con. Tốt. Kinh phí thì thực sự là bà con có đề đạt rằng là kinh phí như thế là hơi cao so với các hộ dân. So cái gì? Thế bây giờ ý của họ là muốn làm sao? 250 triệu một lô. Thế là được quá rồi gì nữa nhá. Được. Bây giờ tôi bảo này, anh chỉ đạo luôn nhá. Là cái chỗ này là cho lấp luôn hết đi nhá. Vâng. Kể cả lúa non cũng lấp luôn. Vâng, lúa non cũng lấp. Một tuần nữa tôi muốn là tôi đứng ở vị trí này nhá. Cái chỗ này nhá phải bằng phẳng hết nhá. Phân lô xẻ rãnh. Cái ao này ấy, dân người ta đang nuôi cá. Thế bây giờ lấy cái tiền đâu mà đền bù cái số cá đã chết khi mà mình san lấp nó đi. Với lại cái tiền đâu mà để san lấp cả cái mặt bằng rộng đến như thế này. Đơn giản. Sao ạ? Lấy mỡ nó, rán nó. Mỡ nó rán nó là thế nào ạ? Không hay. Thế thì tôi hỏi ông làm địa chính ở đây bao lâu rồi? Cũng lâu rồi đấy. Lâu rồi đúng không? Vâng. Thế thì tôi bảo này, để mấy hôm nữa, à thôi tí nữa đi. Tôi về tôi nói nhỏ với cả anh của tôi là ông không làm được việc nhá. Cái vị trí này nhiều người ngấp nghé lắm. Anh nói đúng nhá. Ừ. Thôi. Bây giờ anh bảo sao thì tôi sẽ thực hiện như thế. Ừ, được thì cho triển khai đi. Nhá. Ừ. Triển anh ơi, khai. Khu vui chơi kia em nghĩ anh cũng cho giải tán luôn nha anh ạ. Sao lại giải tán? Đã, nhá. Cho dẹp hết đi. Hiểu không? Ừ, có làm được không? Chỗ đấy là có làm được không? Dạ được ạ. Đấy nhá. Thôi đi. Giải quyết nhanh gọn nhẹ.
giờ chú Hương báo cáo đi. Dạ thưa anh, xây dựng trên đất nông nghiệp ấy, ở cái đồng kênh thì xấp xỉ 3 tỷ anh ạ. Còn thu chênh lệch ở trên đất chuyển đổi sử dụng đất ở 100 hộ dân ấy, thì 95 tỷ. Còn những khoản phụ thu khác thì em thu gần 2 tỷ anh ạ. Thế anh ơi, bọn em cũng xin ý kiến anh. Trong cái khoản chi và thu của em ấy, thì bây giờ em còn dư ra khoảng xấp xỉ 100 tỷ. Theo anh bây giờ bọn em chi vào khoản gì bây giờ ạ? Ra nhiều tiền thì chi khó nhỉ. Thôi được rồi, dạ. Tạm thời đến nay dạ. Tiếp tục dạ. Thu gom tất cả những số đất xen kẹp thưởng cho mỗi chú 10 tỷ. Ui. Dạ. 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 Chào anh ạ. À, Huy đây. Vâng. Ngồi đi, ngồi đi. Tìm công việc nào. Dạ, báo cáo. Tất cả các sổ đỏ coi như đã chứng thực với làm thủ tục xong đâu đấy rồi. Dạ, đấy, 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 đầy đủ hết cả đấy, mọi thủ tục. Dạ, còn đây báo cáo anh là cái mẫu của cái số đất kẹt, số đất mà chúng ta đã đấu giá đấy, đấu thầu ấy. Trong nội bộ mình thôi giá phải chăng. Chỉ nó cũng duyệt cho rồi đấy ạ. Vâng, anh xem đi. Làm to lắm hả? Chú Hương chú Lốt này. Dạ. Bây giờ thế này nhé. Vâng. Các chú khẩn trương thành lập cho anh hệ thống công ty nhé. Để chúng ta đón đầu tất cả các dự án xây dựng tại địa phương này. Chúng ta phải xây dựng thành một cái hệ thống khép kín, không được để lọt ra ngoài. Ở đây tôi còn có rất nhiều cái dự án